đừng đừng đi ăn khơi vậy, đi ăn khơi ăn thứ ba rồi đấy, này ăn bữa thứ ba bữa ăn chè thọ đó. Cô đấy muốn nó chết mà ai muốn được bị giấy à hả ờ mơ mà đem vào khơi anh thọ đã YouTube ơi vụ bị la lập cha mơ rồi đấy. Đã YouTube ấy bên kia YouTube ấy. Anh bạn này chứ anh chơi YouTube á, Facebook còn chơi đấy, bạn này chứ, vô đấy. Thọ đó cái mơ. Ấy thông lăng bốc đôi mai gì vậy đây vô lên bốn mơ tên phôn mơ tên phôn đâu chứ bà ờ thường chẳng có nó ôi cái mưa nó vừa mang cái chứ ai cái mưa này ai ôi cái mưa thả ấy thông mơ vô lên mưa ôi cái mưa thả ấy thông mơ vô lên bích dục bích ờ dục bích dục bích ờ dục bích nào before you small. See, I'm black. My eye no good, okay? My eye look. Bốn anh xa rồi, vô rồi. Không thay luôn á. Nè, ôn. Trẻ nắng ơi, bởi cô là hẻ nha. Hẻ anh chưa mà nâu nắng ơi. Anh mình đi lên nha, áo bà ấy nha ta. Vô lên dây á. Vô lên ôn, anh áo bà ấy nha. Ủa anh bạc bên đây, ông bà ấy thích thế anh vô lên gì ấy. Ông bà ấy thích thế anh. Ủa tiếc nó nghe, ôi anh ơi. Ôi bà ấy nghe, anh thích kia mà nâu nắng ấy nó. Ôi anh diễn trái hệ mà nâu nắng ấy mồm nó. Anh mưa khơi với mồm.
anh chè thọ đây đó mềm khơi nhé khơi đây phần bữa chứ ba khơi anh đào bọc ấy muốn này khăn đào cái hai anh đào bọc ấy anh đào bọc xài phướng á chứ mà phải phải đăng luôn đăng hơi á à muốn luôn quên đăng cho lên luôn họ đăng ra nhau tiệt bà vì ấy họ đăng ấy à đi ấy cho mình đăng ấy chạy đi ôn đi mà ôn mà đăng ờ khi em bộ này không hiện xấu lắm ôn không hiện xấu rồi che đăng ờ How did you stop taking blood sugar meds? I used the 10-second peanut trick. What's the 10-second peanut trick? It's a delicious way to naturally stabilize your blood sugar. Don metformin, although it was recalled, what if I told you there was a way to easily restore healthy blood sugar levels so you can get off it? Well, there is. Try this blood sugar cocktail every evening before bed. Every human has about 6 liters of blood in their body. This blood carries important nutrients for your body, including sugar, to keep you alive. Normally, chè thọ đó nó mềm bằng cái gì? Chè thọ thọ đó mềm bằng cái gì? Mềm bằng cái mà ôi rồi chè thọ đó đó, anh ốp sốc ái nhá bà ôi. Anh ấy ngất nên ốc sốc anh chết thó tử nhưng mang cá ấy đi rồi anh chú chất kháng chân dù lấy ấy chú pa ấy nhớ bố ta cô này mình muốn đi xa đó một viên lối bè bể một bể một cô nó nằm bộ bốn này bè bể It's transformed the lives of nearly 800,000 men. Anh đừng quăng cá đi, anh khoa đi khoa lại nhé, nấu luôn. Ừ, thư thì giờ nó ạch đi ra. Thôi, cái áo thư chân món ơi. Thôi, cái áo thư ơi, mẹ anh dương tư ấy. Ồ. Anh chứ mà ôi anh ấy bây giờ tôi chết ở bà khó mà chết rồi anh cho được bàn sợ anh chân mà ôi ơi anh cho được bàn làm mau á anh chụp thò ra anh cho được làm mau anh chụp thò ra rồi luôn nên ôi rồi luôn anh quát tới lại bàn mười hụt giờ mua đi kia sao giờ mua đi à cho anh nói diễn đòn nào ấy à mua đi diễn đòn nào ấy mà mua luôn diễn đòn là thằng nào thông mê ở đấy nãy ấy thằng nào năm một buôn nữa ấy Thank you.
thọt anh cái ba thằng ngầu đã YouTube cho mẹ anh mặc kia ngồi ba cô nể thọt nhau đi giờ mặt trời thọt đi anh thọt nhau đi lương nắng ba ói lương mà nắng ai quên rồi ba thấu này ba lương trên bờ ba lương nít mà thọt cho ba dù quê ọt đằng à thằng nó thân ở tầm tầm đằng tầm thọt dù quê tầm ba lương ập nó còn nông TV này mỗi lần chôn lắm anh thôi mấy chôn chôn thôi anh đi về chôn ba hai này nè chôn 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 một bài ấy nữa anh đi bàn số ba ngồi bà nhà họ dù vậy họ đang bạc lường họ đã YouTube á anh mình thọt xây kinh ấy dù đấy anh họ thọt xây kinh ấy mày phone stabilizer ok mưa nhau YouTube không? Anh ngó bắt tới ba này chị mưa. Mưa. Anh trời đất ơi vậy. Trời ơi mày đi. Anh mình khó lấy anh lớn. Vậy ế? Anh đi stabilizer mà ôn. Stabilizer. Vô lấy. Telephone is stabilizer. No shaking. Thọ thì mưa mang cái chứ rồi đâm dương nó thông bản năng rồi dương thông thì chia tứ vì mưa hụt dương dương tốt nên đi dương gọi cái thông anh ba thọ kia anh đã ban thọ hụt anh được nồng thầy phố này vụ ba cho vô đấy thọ ba kia